Tiếp tục với những thông tin trong nước đáng chú ý khác, Bộ Y tế cho biết đến nay đã có 368.000 trẻ em tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước được tiêm vaccine sởi rubella miễn phí, trong đó có 210 ca có phản ứng sốt nhẹ sau tiêm vaccine, tuy nhiên không có ca nào phản ứng nặng. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ có phản ứng nặng sau tiêm ngừa vaccine sởi rubella là 1 trên 1 triệu trẻ. Bên cạnh đó có các phản ứng nhẹ thường gặp như sưng đau tại vết tiêm, 5-15% có sốt, 2% có phát ban sau tiêm, có trường hợp đau khớp, viêm khớp sau tiêm, thậm chí có biến chứng nặng hơn. Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo chỉ định hoãn tiêm với các trẻ có sốt, đồng thời chỉ định tiêm ngừa vaccine này với trẻ có bệnh cấp và mãn tính tiến triển, đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, trẻ bị HIV. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh không có vaccine nào đảm bảo an toàn 100%. Nếu trẻ không tiêm ngừa, sẽ có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và tử vong như vụ dịch sởi vừa qua. Ngày 11 tháng 10, Bộ Y tế sẽ chính thức phát động triển khai chiến dịch tiêm ngừa vaccine sởi rubella trên toàn quốc.